BIDA Toba chốt giá bán chỉ 770 triệu đồng, lên kệ vào tháng 1 năm sau. BYD là nhà sản xuất pin và xe điện nổi tiếng của Trung Quốc. Vào ngày 5 tháng 12 vừa qua, BYD Auto Japan thông báo, họ sẽ bắt đầu bán xe BYD tại Nhật Bản vào đầu năm tới. Đây là một phần trong kế hoạch bán hoặc sản xuất ô tô tại các thị trường lớn của hãng xe này, và mẫu BYD Auto 3 sẽ là cái tên mở đường. Theo kế hoạch, BYD Auto 3 sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 31 tháng 1 năm 2023, với mức giá 4,4 triệu yên khoảng 770 triệu đồng. Thương hiệu BYD hiện đã ra mắt BYD Auto 3 tại Úc, New Zealand, Colombia, Ấn Độ, Nepal, Mông Cổ, Uruguay, Costa Rica và Cộng hòa Dominica. BYD Auto 3 được xây dựng trên nền tảng E-Platform 3.0 của BYD. Mẫu xe điện này sử dụng động cơ 150kW tạo ra mô men xoắn 310 Nm và xe mất 7,2 giây để đạt vận tốc 100 km/h. BYD Auto 3 được cung cấp với hai phiên bản, một phiên bản có công suất 50,1 kW và phiên bản còn lại có dung lượng pin 60,5 kW. BYD Auto 3 có kích thước chi tiết dài, rộng, cao lần lượt là 4455 mm x 1875 mm x 1615 mm và chiều dài cơ sở 2720 mm. BYD Auto 3 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dragon Face 3.0 của BYD. Nhờ đó, chiếc crossover một thiết kế gọn gàng, uyển chuyển và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Achikito Fukuji, giám đốc điều hành của BYD Nhật Bản cho biết, công ty có kế hoạch thiết lập các thử nghiệm bán lẻ tại 22 thành phố của Nhật Bản từ cuối tháng 1 năm 2023. Ông nói thêm rằng thương hiệu hy vọng sẽ phủ sóng tất cả 47 tỉnh thành. BYD đặt mục tiêu làm cho sự hiện diện của BYD Auto 3 sẽ thúc đẩy cho kế hoạch phủ sóng của thương hiệu này tại một thị trường khó tính như Nhật Bản. Nhật Bản là xứ sở của các nhà sản xuất ô tô nổi tiếng như Toyota, Honda, Mazda, Isuzu, Nissan, Suzuki, Mitsubishi và Subaru. Xe hybrid xăng điện vẫn phổ biến hơn so với xe điện thuần túy ở Nhật Bản. Tuy nhiên, BYD hy vọng thị phần của xe điện thuần túy sẽ tăng lên và hãng xe sẽ có được một chỗ đứng vững chắc tại thị trường này.